Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọng nha. Tính này ấy, thì Oppo đã gia nhập thị trường Việt Nam được 9 năm rồi, từ năm 2013 các bạn ạ. Và một điều thú vị đó chính là trước đó Oppo chưa từng bán bất kỳ một cái mẫu máy tính bảng nào tại nước ta cả. Tuy nhiên việc này thay đổi rồi, chúng ta đã có chiếc máy tính bảng đầu tiên của Oppo, đó chính là chiếc Oppo Pad E. Với các bạn thì đây là một sản phẩm chúng ta được bán chính hãng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn Oppo Pad E nó có gì ngon, có gì thú vị để bạn sở hữu, thì hôm nay mình sẽ gửi đến bạn trong một video đánh giá chi tiết về tất cả các yếu tố nhá. Còn bây giờ mời các bạn bắt đầu xem. Đầu tiên mình sẽ phải chia sẻ với bạn một điều, đó chính là với máy tính bảng ấy, nó khác hoàn toàn so với thị trường smartphone. Người ta sẽ không mua một cái mẫu máy tính bảng vì thiết kế của nó đẹp, sau đó là vì camera selfie tốt vân vân, mà người ta sẽ tập trung vào những yếu tố khác, ví dụ loa tốt, là xóa màn hình to hay là thời lượng pin tốt để bạn có thể giải trí xem phim. Và hôm nay mình sẽ đi qua từng yếu tố đó để giải thích các bạn xem chiếc Oppo Pad E này nó có thực sự hấp dẫn hay không. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế trước nhá. Thiết kế của em Oppo Pad E mình thấy rằng nổi bật trong cái phân khúc của nó, đặc biệt là cái phân khúc tầm trung. Khi mà các bạn nhìn vào cái thiết kế này xem, chúng ta sẽ có mặt lưng bằng kim loại nhá, và hoàn thiện thì cực kỳ là tốt luôn, sờ vào những phần cạnh viền này, sau đó những cái chi tiết ví dụ như là cổng sạc hay là lỗ loa vân vân, thì chúng ta sẽ đều thấy rằng đây là một sản phẩm nó cho khả năng gia công vô cùng là tốt. Chúng ta có một phần thiết kế hút mắt mà cái Oppo gọi thiết kế này, đó chính là thiết kế gợn sóng thủy triều, và nó thực sự mang lại một cảm giác mình thấy rằng nó lạ lẫm cũng như là chống trơn trượt. Và khi mà các bạn sờ vào cái phần gợn sóng này sẽ thấy rằng rất lạ luôn. Ngoài ra em này cũng sẽ có cái phần hiệu ứng ánh sáng thay đổi, khi mà chúng ta nghiêng đi nghiêng lại các bạn có thể nhìn thấy rõ ở cái phần gợn sóng này. Và mình thấy rằng đây cũng là cái mẫu máy tính bảng nó cho trọng lượng không quá nặng, chỉ là 440g mà thôi. Trong khi đó hầu hết những cái mẫu máy tính bảng khác ở phân khúc tầm trung như này ấy, thì nó sẽ có trọng lượng khoảng tầm từ 490-500g. Thành ra em này có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể, tính ra khoảng tầm 10% các bạn ạ. Điều mình muốn chia sẻ tiếp theo ở chiếc Oppo Pad E này đó chính là về phần hiệu năng nhá. Cụ thể thì chúng ta sẽ có con chip đó chính là Snapdragon 680 đây, cũng như các bạn có 4GB RAM và cộng thêm đó là 3GB RAM ảo. Về cơ bản thì Oppo Pad E không phải là sản phẩm nó cho cấu hình mạnh nhất trong phân khúc này. Tuy nhiên thì mình thấy rằng đây là một sản phẩm nó cho về phần cấu hình ấy có thể gọi là đáng lựa chọn nhất. Có đáng lựa chọn chỗ nào ấy, mình sẽ phân tích bạn lần lượt những yếu tố như sau. Nói về đối thủ Oppo Pad E thì chúng ta sẽ có con chip đó chính là Helio G90T cũng như là Unisoc 618. Nói về Unisoc 618 ấy, thì mình thấy rằng con chip đó hoàn toàn kém xa nếu mà so và sánh với 680. Còn về phần Helio G90T nhá, mình thấy rằng em này mặc dù nhỉnh hơn so với 680 về phần GPU, tuy nhiên em này có một vấn đề, đó chính là tiến trình cũ 12 nanomet, thành ra nó tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Thêm vào đó, đó chính là việc là em này nó cũng sẽ không được mát mẻ như 680 nhá. Chưa kể em Helio G90T cũng ra mắt được 2 năm rồi, nếu mà tính ra về phần cập nhật update ấy thì nó sẽ kém phần nào nếu mà so sánh với Snapdragon 680. Thế nên tính ra 680 ở trên em Pad E này mình thấy rằng nó khá là khỏe. Mình cũng đã test với hai tựa game đó chính là PUBG Mobile và LOL Tốc Chiến rồi ấy. Thì mình thấy rằng ấy, với PUBG Mobile hay LOL Tốc Chiến nó đều cho những cái trải nghiệm vô cùng là mượt. Và các bạn có thể nhìn vào cái biểu đồ mình đang có đây nhá. Với những mức setup đó chính là 30 cũng như là mức setup 60 ở Tốc Chiến ấy, thì nó sẽ chạy đều một cái đường thẳng đây và không có biến động quá nhiều trong suốt quá trình mình chơi game. Nói chung về trải nghiệm chơi game ở chiếc Oppo Pad E ấy, mình nói rằng ổn định và mượt mà nhá. Nhưng quan trọng nhất về yếu tố đó chính là về phần nhiệt độ ấy, thì Oppo Pad E nó sẽ chỉ loanh quanh từ 34-35 độ C mà thôi. Trong khi đó nhiệt độ môi trường mình test ấy sẽ là khoảng tầm từ 27-28 độ C. Về cơ bản ấy, nhiệt độ em này quá là mát luôn các bạn ạ. Thêm vào đó mình thấy rằng Oppo đã tối ưu con chip Snapdragon 680 này rất tốt với những thao tác mà mình đang sử dụng ở đây, ví dụ như là trải nghiệm vuốt chạm này, sau đó sử dụng những thao tác vuốt lướt web, lướt Facebook vân vân, thì mình thấy rằng ấy, nếu mà so với những mẫu điện thoại sở hữu con chip 680 nhá, thậm chí cái mẫu máy tính bảng Oppo Pad E này nó có phần nào mượt mà hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về pin nhá. Thì với em Oppo Pad E này các bạn sẽ có viên pin là 7100 mAh. Và với việc lựa chọn con chip đó chính là 680 ấy, thì mình thấy rằng đây là một lựa chọn vô cùng hợp lý dành cho những ai có nhu cầu sử dụng pin lâu dài luôn. Thực tế mà nói, mình chơi 20 phút với tựa game tốc chiến với mức cao 60 ấy, thì pin sẽ chỉ tụt là 4% mà thôi. Còn khi chơi PUBG Mobile 30 phút thì thấy rằng máy sẽ tụt 7% pin. Tính ra nếu bạn chỉ cày PUBG Mobile nhá, thì hoàn toàn có thể on screen từ 6-7 tiếng. Một ví dụ điển hình đó chính là với tăng vụ bình thường như mình xem YouTube nhá, gần 1 tiếng chỉ mất có 4% pin mà thôi. Vậy nên với chiếc Oppo Pad E mình thấy rằng nó sẽ khá thoải mái cho việc các bạn sử dụng trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên sạc pin em này sẽ chỉ là 18W mà thôi, không nhanh cho lắm. Và mình sạc từ mức 20% pin lên 100% pin 2 tiếng.
Với các bạn, hiệu năng và pin ấy thì nó là như vậy rồi. Còn bây giờ yếu tố tiếp theo mình muốn nói đến các bạn đó chính là về phần màn hình nhá. Oppo Pad E chúng ta sẽ có sở hữu màn hình đó chính là IPS LCD và kích thước là 10,36 inch. Với các bạn mình nghĩ rằng kích thước này nó sẽ vừa đủ bạn sử dụng thao tác hàng ngày, từ những thao tác ví dụ xem YouTube này, đọc truyện tranh này hay bạn lướt Facebook cũng được luôn. Ngoài ra xét về độ phân giải ấy, em này sẽ có độ phân giải là 2000 x 1200 pixel, cũng như chúng ta có độ sáng tối đa ở đây đó chính là 360 nit nhá. Với cơ bản độ sáng này ấy, thì khuyên các bạn chúng ta sẽ chỉ sử dụng chủ yếu đó chính là trong nhà thôi, còn ra ngoài trời ấy, nó sẽ hơi hạn chế một chút các bạn nhá. Tuy nhiên em này cũng sẽ có một số hạn chế nhất định, đó chính là độ tương phản không quá cao. Ngoài ra độ sáng sẽ chỉ dừng lại mức 360 nit như mình đã nói ở trước. À, có một điều nữa đó chính là với em Oppo Pad E này nhá, nếu mà bạn nào tham gia cái thời gian mua cũng như đặt trước từ ngày 18 cho đến ngày 31 tháng 8 ấy, thì chúng ta sẽ được tặng kèm một chiếc bút để bạn có thể viết cũng như vẽ trên cái màn hình nữa. Nói chung với những bạn nào mà có nhu cầu ghi chú, thích nốt nhiều vân vân ấy, thì bạn hoàn toàn có thể đặt trước trong cái thời gian này, thì chúng ta sẽ có thêm bút, nó tiết kiệm đáng kể. Mình nhớ không nhầm ấy, thì giá của chiếc bút này nó sẽ rơi cỡ là 1.250.000 đấy, tiết kiệm nhiều đúng không? À, quên mất tí không nói các bạn, đó chị em này chúng ta sẽ có 4 loa đây, và loa này là 4 loa Dolby Atmos nhá. Hầu như là những nhu cầu giải trí bình thường nó đều đáp ứng được. Tuy nhiên nếu bạn có đòi hỏi cao hơn về việc nghe nhạc ấy, thì mình thấy rằng những cái giải âm của em này nó chưa thực sự là quá rõ ràng, cũng như là mang lại một ấn tượng đối với cá nhân mình, như kiểu là bass của nó nói chung là mức bình bình thôi các bạn ạ. Tổng kết lại với cá nhân mình đánh giá ấy, thì Oppo Pad E là một cái sản phẩm nói chung là trong phân khúc của nó, trong phân khúc tầm trung ấy, thì đây là một cái mẫu máy tính bảng nó đáp ứng đầy đủ những nhu cầu bạn, thậm chí nếu bạn nào có nhu cầu chơi game nó vẫn đáp ứng được luôn. Và quan trọng hơn khi mà chúng ta xét về những cái tầm giá cũng như những cấu hình mà nó mang lại, thì nó hoàn toàn xứng đáng là một sự chọn dành cho bạn trong cái phân khúc này, phân khúc tầm trung. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc Oppo Pad E, hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn bạn trong các video sau, nhấn like cũng như subscribe ủng hộ Khôi Ngạo nhá. Bye.